Xin chào mừng quý vị khán giả yêu bóng chuyền đã quay trở lại với kênh tin tức online. Hôm nay, chúng tôi mang đến loạt tin tức nóng hổi và đầy kịch tính từ làng bóng chuyền Việt Nam và quốc tế, hứa hẹn sẽ làm say lòng người hâm mộ. Mở đầu bản tin là một thông tin chấn động, chủ công kỳ cựu của bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức tuyên bố giải nghệ sau 14 năm gắn bó máu lửa trên sân đấu. Ở tuổi 26, cô rời bỏ ánh hào quang để bước sang một chương mới trong cuộc đời, gây bất ngờ khi chuyển hướng trở thành bà chủ. Đằng sau quyết định này là cả một câu chuyện đầy xúc cảm về hành trình khép lại giấc mơ chuyên nghiệp và bắt đầu một giấc mơ mới. Tiếp đến là thông tin nóng từ loạt tuyển thủ Việt Nam, trong đó có Bích Tuyền, đang chuẩn bị sang Thái Lan thi đấu, một bước đi đầy táo bạo mở ra cơ hội cạnh tranh tại một giải đấu mạnh mẽ nhất khu vực. Quyết định này được ví như bước nhảy vọt, đánh dấu tham vọng và khao khát của các nữ tuyển thủ Việt khi bước ra sân chơi lớn. Và cuối cùng, thông tin đang khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ bình luận, Thanh Thúy, ngôi sao sáng của bóng chuyền Việt Nam, bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dù đội nhà thắng đậm. Các fan đồng loạt truy hỏi huấn luyện viên vì quyết định khó hiểu này. Liệu có ẩn khúc gì đằng sau hay đây chỉ là chiến thuật? Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, chủ công bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định giải nghệ sau 14 năm thi đấu, trở thành bà chủ ở tuổi 26. Cô ấy xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin trước khi chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Kinh Bắc Bắc Ninh. Nhưng cuối năm 2023, cô ấy quyết định giải nghệ và chuyển hướng kinh doanh. Theo thống kê của trang Volebit, Chu Thị Ngọc bật đà 2m84, bật chắn 2m82. Cô bắt đầu tập luyện và thi đấu bóng chuyền khi chỉ mới 12 tuổi. Trong màu áo đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin, Hogger gốc Nghệ An vô địch giải trẻ quốc gia năm 2014 và giành ngôi Á quân 2015. Chu Thị Ngọc sau đó được huấn luyện viên Phạm Văn Long Đôn lên đội một Bộ Tư lệnh Thông tin, nhưng đáng tiếc, do thiếu tốc độ cần thiết, cô không thể giành được suất thi đấu chính thức trong đội hình đội bóng quân đội. Đầu năm 2019, chủ công cao 1m72 quyết định theo chân huấn luyện viên Phạm Văn Long, gia nhập câu lạc bộ Kinh Bắc Bắc Ninh. Đáng tiếc là khi đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong màu áo Kinh Bắc Bắc Ninh thì Chu Thị Ngọc lại dính chấn thương dai dẳng, khiến cô không thể tập luyện và thi đấu với hiệu quả cao nhất. Sau một thời gian phải nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương nhưng không thể bình phục hoàn toàn, Chu Thị Ngọc quyết định giải nghệ vào cuối năm 2023. Sau khi nghỉ thi đấu bóng chuyền, cô tập trung vào việc học và chuyển hướng kinh doanh. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, Chu Thị Ngọc chính thức khai trương cửa hàng bán đồ thể thao ở Hà Nội. Ngày 16 tháng 12 năm 2023, đứa con tinh thần Chu Thị Ngọc Store chính thức khai trương thành công rực rỡ. Chu Ngọc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các khách mời đã đến tham dự sự kiện thân mật và gửi lời chúc mừng cho Ngọc. Trong buổi lễ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong mọi người thông cảm và yêu thương. Chu Thị Ngọc Store ra đời với mong muốn cùng Biono Việt Nam mang đến những sản phẩm thể thao dành cho bóng chuyền, bóng đá chất lượng, uy tín đến tay người tiêu dùng. Và hơn thế nữa, Chu Thị Ngọc hy vọng sẽ lan tỏa và đóng góp nhiều giá trị hơn cho các hoạt động thể thao trong tương lai. Chủ công người Nghệ An viết thư cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng gần xa đã ủng hộ cửa hàng của cô trong ngày khai trương. Cuộc sống của e-búp bê bóng chuyền 9X chính thức rẽ sang trang mới. Không còn sinh hoạt với các đồng đội trong đội bóng chuyền nữ Bắc Ninh, cô chuyển ra ở riêng và dành thời gian cho việc học tập cũng như điều hành cửa hàng bán đồ thể thao. Thông tin tiếp theo, Bích Tuyền và loạt tuyển thủ sang Thái. Theo cập nhật từ fanpage bóng chuyền Việt Nam, câu lạc bộ Ninh Bình đang chuẩn bị một cách nghiêm túc cho hành trình bảo vệ ngôi vương khi quyết định sang Thái Lan tập huấn đến ngày 2 tháng 11. Đội hình câu lạc bộ Ninh Bình năm nay đặc biệt hùng hậu, với những gương mặt nổi bật như tay đập khét tiếng Bích Tuyền, tài năng Nguyễn Trinh, cựu binh Lê Thanh Thúy, cùng sự bổ sung chiến lược của ngoại binh Warisa và Đặng Thị Hồng. Với đội hình đầy đủ và tinh nhuệ này, tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia 2024 của câu lạc bộ Ninh Bình trở nên vô cùng thuyết phục. Vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2024 năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 11 đến 17 tháng 11 tại Lào Cai, nơi mà thể thức thi đấu đã được cải tiến đầy hấp dẫn. Các đội sẽ đối đầu vòng tròn tính điểm, thay vì chia bảng như các mùa trước. Điều này hứa hẹn sẽ tạo ra những màn so tài căng thẳng, khi tất cả các đội đều phải dốc hết sức ngay từ những trận đầu tiên để tích lũy điểm số quý giá. Sau giai đoạn khốc liệt này, 4 đội mạnh nhất sẽ ghi tên vào vòng chung kết, đội xếp thứ 5 sẽ chính thức trụ hạng. Tuy nhiên, thử thách căng thẳng hơn cả lại dành cho 4 đội xếp cuối, họ sẽ phải bước vào vòng đấu sinh tử để tranh giành 2 tấm vé cuối cùng, quyết định số phận trụ hạng hay rời giải trong tiếc nuối. Liệu những chiến binh của câu lạc bộ Ninh Bình có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ?
Và cuối cùng Thanh Thúy mãi dự bị dù đội bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ thắng đậm, Phan truy hỏi huấn luyện viên. Việc Trần Thị Thanh Thúy không được ra sân bất kỳ một phút nào, dù thế trận đã an bài khiến người hâm mộ bóng chuyền của câu lạc bộ Curibo ở Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra không hài lòng. Đội bóng Curibo vừa có chiến thắng ấn tượng tại vòng 5 giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025 kết thúc vào khuya ngày 26 tháng 10. Đón tiếp câu lạc bộ Nilu Belediper đang có phong độ không cao khi chỉ mới có một chiến thắng sau 4 vòng đấu, các cô gái Curibo ra sân với tinh thần khá thoải mái và tạo ra thế trận áp đảo. Không gặp quá nhiều áp lực từ đối thủ, đội chủ nhà tỏ ra sắc bén trong tấn công lẫn phòng thủ để thắng chung cuộc 3-0, lần lượt với các tỷ số 25-19, 25-18 và 25-17. Đáng nói, dù liên tục tạo ra cách biệt lớn ở mỗi hiệp đấu, thậm chí là khi thế trận đã an bài khi dẫn trước khá sâu đến 24-14 trong set 3, huấn luyện viên trưởng Mehmet Bedestin vẫn không tạo cơ hội cho tân binh Trần Thị Thanh Thúy được ra sân. Điều này đã mang đến những hoài nghi của người hâm mộ bóng chuyền. Thậm chí, các fan của chính đội bóng Curibo vốn rất hào hứng khi đội nhà có được chữ ký của chủ công cao 1m93 của Việt Nam cũng tỏ ra bức xúc. Người hâm mộ lại dậy sóng. Trên trang chủ của đội bóng Curibo, bên cạnh những lời chúc mừng, có không ít cổ động viên đặt ra câu hỏi cho ban huấn luyện sau khi trận đấu kết thúc. Hai người hâm mộ có tên Brosokita và Akinsi Asi cùng thắc mắc, từ khi nào ban huấn luyện cho 4T, Trần Thị Thanh Thúy, chơi bóng. Nam cổ động viên có tên Rick Van Bắc bày tỏ cảm xúc, để có ai có thể giải thích giúp tôi không? Rất nhiều fan Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Việt Nam đang chờ câu trả lời vì sao Thanh Thúy không được chơi bóng. Chúng tôi rất muốn thấy cô ấy trên sân bóng. Một fan khác có tên Ilasan Tergut viết, để trước một đối thủ yếu và đội bóng đã dẫn điểm xa, nhưng huấn luyện viên vẫn không cho cô ấy, Thanh Thúy, vào sân một phút nào. Thật khó hiểu. Có lẽ huấn luyện viên nên có câu trả lời cho điều này. Việc Trần Thị Thanh Thúy không được huấn luyện viên trưởng tung vào sân trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng Thanh Thúy đã có được cơ hội vào sân trong trận đấu gặp Tất Hava Ilorari SK tại vòng 3, nhưng cô đã thể hiện không tốt. Tuy nhiên, các cổ động viên khác cho rằng chủ công cao 1m93 chỉ được vào sân ít phút ở trận đấu trên, chưa đủ để Thanh Thúy thể hiện được bản thân. Song song đó, cô đã có những pha bắt bước một tốt và không nhận được các đường chuyền từ đồng đội để dứt điểm. Trước đó tại vòng 4, Thanh Thúy không được cho ra sân mặc dù người chơi cùng vị trí với cô là chủ công Margarita Curillo đã thi đấu rất mờ nhạt, có nhiều pha đỡ bước một hỏng. Điều này khiến những cổ động viên yêu mến cô tỏ ra hoài nghi, không hiểu trong trường hợp nào thì chủ công số 1 Việt Nam sẽ được tung vào sân thi đấu. Thậm chí với những động thái trên từ cổ động viên, đội ngũ quản lý của đội bóng phải có động thái xóa bớt những bình luận tiêu cực liên quan đến Thanh Thúy trên trang mạng xã hội của đội bóng. Hiện tại, với chiến thắng mới nhất trước Nilu Belediper, câu lạc bộ Curibo đã vươn lên xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng mùa giải năm nay với 10 điểm, 3 trận thắng và 2 trận thua, kém 1 điểm so với đội xếp hạng 5 Vakibank. Vào lúc 22 giờ ngày 29 tháng 10, Curibo sẽ làm khách trước Yerenspor, đội bóng đang xếp hạng 11 với 1 trận thắng và 4 trận thua sau 5 vòng đấu.